lâu lắm mới được tắm đây. Nào, cái mặt nhá, cái mặt. Bên ngoài chưa mọc lại. Nhìn cái màu xám xám lâu lâu của lớp lông bên trong. À, nhìn lông nó ướt này thì nhìn nó thấy lớp lông ngoài nó thưa này. Lâu lắm mới được tắm đây, hơn tháng rồi. Mùa đông rồi tắm ít, mùa hè thì còn được hai tuần còn được tắm lần. Lông cứng và da xì vẫn còn làm rụng này, vẫn chưa rụng xong. Siro ra kia tí nữa là đến là siro từ từ đã. Tắm cho mẹ xong rồi mới đến được siro được. Đừng liếm linh tinh. Nhìn thấy biết rồi, nhưng nó ở rất sạch nhé. À, nhìn thấy không? Nhìn cái bọt của nó tắm là mấy tháng mới tắm, hơn tháng mới tắm một lần mà bọt nó vẫn sạch. Ok, cái gì đây, cái này thả nước rồi. Nào, cái mặt nhá, cái mặt. Từ từ đã, mẹ đã xong nữa. Tí nữa rồi sẽ đến lượt siro, cứ từ từ. Mẹ xong đầu tiên đã. Để lau sơ sơ đi chứ không là nhiễm lạnh. Chưa được đâu, đã xin. Chưa xong, ra đây. Siro cứ từ từ. Đã bảo tí nữa rồi sẽ đến lượt siro, siro cứ rối ồn thế nào đi. Ok. Rồi con Pila ra đây. Siro cuối cùng.
Siro đi ra kia, đi la ra đây. Đi la. Thì Siro phải tắm nhanh nhất chứ không có để cho Siro bị lạnh được. Siro cứ từ từ chờ đi, đi vào trong kia đi đã, tí nữa xuống bên dưới chờ đấy, khi nào anh gọi lên. Thực ra mà lớn lên ở bên Đức cho nên là bên đây nhiệt độ nó thấp hơn, thực ra là cái bộ lông nó phát triển nó dày hơn. Đến Melsi với Siro là bộ lông nó bớt dày đi thì từ từ bộ lông nó bớt dày đi thì nó sinh ra và lớn lên ở Việt Nam. Lúc lần này tắm là cái trà chưa tắm hết. Siro tí nữa sẽ đến lượt Siro không phải sốt ruột. Yên tâm, đứa nào cũng có phần, đứa nào cũng sẽ được tắm hết, không có đứa nào là không được tắm cả. Không phải lo. Về cái chuyện là được tắm hay không được tắm. Siro tránh ra kìa. Tí nữa sẽ đến lượt Siro. Bắt đầu dựng lông nhẹ. Mặt này. Mặt kia. Yên. Đứng yên thì mới né được. Ok, dũng đi. Xong rồi đấy, Messi đừng có lượn ra cái chỗ ướt hết cả người đấy. Cái mặt nó sạch. Lo
ngon cái tai. Rủ siro ra đây. Đúng là siro rồi đấy. Quay lại. Nó bảo dần dần là sẽ đến lượt. Cứ rối. Ai rồi sẽ có phần hết. Sang ra kia mà nô cái nghịch tắm là tắm cho xong luôn. Siro là sạch nhất cho nên là tắm cho siro là nhanh nhất, vì là sạch và siro này đang thì không có bị cục lông như là Mercy. Tắm cho Fila là luôn luôn là lâu nhất, Mercy với siro nhanh hơn, nhưng mà đợt này là Mercy nó đang bị cục lông dở. Mercy thấy ra nó sạch cái đuôi chứ. Tâm nước vào tay thì tí nữa sẽ lau tay, không phải lo. Nhắm mắt. Khô khan rồi đấy, tí là đi ra kia nó lắc rất hết, tí nó xuống là lại no lại. Xả láng chưa lau cho Messi 2 lần, bây giờ phải lau cho con Siro 2 lần. Ok, xong rồi đấy.